nghỉ việc sát Tết. Sau khi xin việc bị nhiều nơi từ chối do tuổi đã cao, chị Thủy quyết định nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và làm online tại nhà. Có tuổi cao rồi cho nên là xin những cái công việc phù hợp với sức khỏe mình là rất là khó. Nên là chuyển qua làm công việc online. Chờ ra Tết xin việc cũng là tâm lý của nhiều lao động như anh Huy Anh lúc này. Thậm chí anh định rút sổ bảo hiểm xã hội một lần để chi tiêu sinh hoạt trước mắt. Do cái thị trường công việc cuối năm nó cũng khó khăn ấy. Các công ty nó cũng cắt giảm các chế độ nhiều thì mình thấy nó không phù hợp với cả cái nhu cầu mong muốn của mình. Chắc là tôi sẽ để sang năm thì tôi đi tìm một công việc mới. Tại sàn việc làm Hà Nội, một phòng máy tính để kết nối trực tuyến người lao động và các doanh nghiệp đã được trang bị sẵn. Nhưng số người thất nghiệp đến tìm việc trực tiếp hoặc tham gia ứng tuyển từ xa rất ít. Tâm lý của người lao động họ cũng có nhiều e ngại là khi đến Tết đi tìm việc là rất nhiều doanh nghiệp từ chối. Doanh nghiệp thường nói rằng là Tết thì rất là bận hoặc là khi Tết thì có thể phải cân đối một cái khoản tiền thưởng tiền Tết. Trong khi một số lao động không mặn mà tìm việc mới thì cuối năm một số ngành nghề lại chủ động tuyển người. Tại nhà máy này, dù có thời điểm từng giảm 1/3 công nhân, tuy nhiên những tháng cuối năm tình hình đã khả quan trở lại. Hiện doanh nghiệp này đang hoàn thiện nhà xưởng thứ 3 tại Vĩnh Phúc, dự kiến tuyển khoảng 300 công nhân trong giai đoạn đầu đi vào vận hành. Dù sụt giảm lao động vào thời điểm đầu dịch, nhưng đến nay chúng tôi đã giữ được nhịp sản xuất ổn định, công ăn việc làm và phúc lợi của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt dự kiến cuối năm nay chúng tôi sẽ đưa vào vận hành nhà xưởng thứ 3 tại Vĩnh Phúc, ngoài cơ sở hiện tại ở Hà Nội và Bà Rịa Vũng Tàu. Người cần thì chưa tuyển được nhân viên, người mất việc lại không mặn mà đi làm giáp Tết, trong khi đây là giai đoạn có nhiều việc làm nhất trong năm. Tập trung tối đa mọi nguồn lực và chỉ đạo tất cả các hoạt động của các sàn giao dịch việc làm vệ tinh là tập trung hướng đến hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như là cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên cả hai phân khúc, cả thị trường lao động full time và thị trường lao động bán thời gian. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực chỉ đạo các sàn việc làm địa phương tăng tần suất mở các phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường.